Chào mừng đại gia đình vô nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12 nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một khu nhà lầu đồng bộ 15 căn tại trục đường chính Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp nha anh chị. Một khu nhà đẹp, đồng giá 10 tỷ rưỡi, hướng chính tây, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là tây tứ trạch. Đồng giá 10 tỷ rưỡi nha. Mấy căn phía ngoài thì ngang rộng hơn, ngang 4 mét rưỡi. Thiết kế theo phong cách hiện đại rất đẹp, rất là sang trọng luôn. Và đây là con đường thì rộng lên tới 10 mét, rất đẹp và đường nhựa. Nằm trong khu nhà đồng bộ, cực kỳ cao cấp luôn. Khu nhà đồng bộ 15 căn, toàn bộ là nhà phố hiện đại nha anh chị. Khu nhà rất đẹp tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp. Đây, con đường rất là tuyệt vời luôn nha. Và chúng ta cùng với em di chuyển vào khu vực phía bên trong. Một căn nhà ngang 4,5 m, sâu vào đến 18 m, thiết kế một trệt một lửng và 3 lầu theo phong cách tầng lửng ngược. Sẽ có lớp cổng sắt bên ngoài này, khoảng sân tầm 2,5 m cho chúng ta đậu xe máy thoải mái nha, đậu phải tầm 5-7 cái xe máy ngoài này. Phía trong là khu vực gara đậu ô tô. Gara ô tô thì chúng ta được ốp sàn gạch 80 và được trang trí rất đẹp, ốp sàn gạch 80, rất đẹp luôn. Tường được sơn nước, trần thạch cao, đèn chùm. Và di chuyển vào trong sẽ là khu vực phòng tiếp khách. Phía dưới gầm cầu thang thì chúng ta có nhà vệ sinh. Ở đây chúng ta được chạy đèn led nha, cầu thang ốp đá hoa cương. Trong này chúng ta được tặng lại sofa, tivi và kệ tivi nha anh chị. Ở giữa có cây khế này, giếng trời giữa rất rộng. Giá bán là 10 tỷ rưỡi, khu này giao đồng giá nhau. Và hướng nhà là hướng chính tây, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là tây tứ trạch. Có giếng trời phía sau. Đây, rất là rộng rãi nha anh chị. Anh chị cô chú nào quan tâm đến siêu phẩm nhà đẹp này thì hãy gọi ngay về tới bên nhà Bá Hưng. Ngang 4,5 m, sâu 18 m nha anh chị. Nhà rất đẹp, rất là sang luôn. Cực kỳ rộng rãi và thoáng nha. Chúng ta cùng em di chuyển lên phía trên tầng lửng. Cầu thang ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ cam, gỗ gò đỏ và lan can là sắt CNC. Có tủ lạnh LG 2 ngăn này, máy hút khói, tặng lại bộ bàn ăn. Phòng bếp thì rất rộng, có tủ rượu, bếp cực kỳ rộng rãi luôn nha. Hướng tây bây giờ cũng rất là hiếm nhà nha anh chị, đa số là hướng đông. Và những anh chị nào thuộc mạng hỏa ta phải ở hướng tây rồi, hướng nóng. Đây là khu vực tầng lửng phòng bếp nha anh chị, rất rộng rãi luôn. Nhà này ngang 4,5 m, sâu 18 m, cực kỳ rộng bề ngang, do vậy nhà thì rất là thoải mái luôn. Thiết kế phong cách hiện đại rất đẹp nha anh chị. Ta cùng em di chuyển lên phía trên lầu 1, phòng ngủ 1, 2. Hai phòng ngủ phía trước thì chúng ta sẽ có bồn tắm. Khu vực phòng tắm sẽ có bồn tắm nằm, sàn ốp sàn gạch giá gỗ nha. Giường 2 m kèm với nệm, tủ quần áo và tường thì được sơn hiệu ứng. Có máy lạnh. Cửa nhôm xin pha và rèm cửa. Khu vực đây thì được trồng cây xanh, rất đẹp. Ban công đúc 1,2 m.
Nhà thì rất là lung linh nha anh chị. Phòng tắm thì chúng ta thường dùng bồn tắm nằm này, bồn cầu khối và gạch ốp cao lên hết tường. Làm lệch tầng nhá. Phòng phía sau thì cũng rộng rãi, đầy đủ nội thất hết luôn. Có giường nệm, cửa sổ ra giếng trời, cửa toàn bộ là cửa gò đỏ. Và cùng em di chuyển lên phía trên lầu 2. Lầu 2 thì chúng ta cũng được thiết kế y chang nha. Rất đẹp và sang trọng nha anh chị. Thiết kế cực kỳ sang. Phòng tắm thì vẫn có bồn tắm nằm này. Người rất là rộng rãi nha. Và cùng em di chuyển lên phía bên trên khu vực phòng thờ. Đây là phòng thờ. Chúng ta có hai phòng thờ luôn. Phòng sân thượng trước này. Cực kỳ chill luôn nha. Sân thượng trước được led đèn, rất là chill, rất là đẹp. Hướng chính tây. Ngang 4,5m, sâu 18m. Nhà thì tặng full nội thất hết luôn rồi. Giá bán là 10,5 tỷ. Giá vẫn còn thương lượng mạnh nha. Và phía sau sẽ là khu vực phòng thờ số 2. Hoặc chúng ta bố trí làm phòng cho người giúp việc đều được. Đây có đường ống máy lạnh sẵn. Sau cùng này sẽ là khu vực sân thượng phơi đồ. Đấy. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.